Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Vũ Thị Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính. Bà Vũ Thị Mai được xác định có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1542 ngày 26 tháng 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, tại kỳ họp 42 ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vi phạm này liên quan tới công tác quản lý nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế chính sách về phát hành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn An Đông trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân, trong đó có bà Vũ Thị Mai, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Vũ Thị Mai. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Phiên xét xử lần này tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ba ba đồng phạm. Một trong những đồng phạm giúp sức cho bà Lan thực hiện các sai phạm là ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan. Người đàn ông này bị cáo buộc giúp vợ rửa số tiền hơn 33 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225 tỷ đồng từ các thẻ tín dụng trên. Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại ngân hàng SCB, hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành bán trái phiếu. Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng 33,3 tỷ đồng do vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên chuyển nộp các thẻ đứng tên người đàn ông này. Về nguồn gốc số tiền trên, nhà chức trách xác định đây là tiền phạm tội mà có nên đủ căn cứ xác định bị cáo cơ cùng vợ hợp thức hóa sử dụng hơn 33 tỷ đồng. Ông Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ số tiền trên để trả gốc lãi trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay tại SCB, chi trả lãi vay, chi phí hoạt động của SCB, chi cho dự án đang triển khai dở dang. Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên ông để sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ nêu trên. Sáng nay ngày 19 tháng 9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngay từ sáng sớm ngày 19 tháng 9, an ninh trước giờ xét xử được thắt chặt, chỉ những người có giấy triệu tập của tòa án mới được tham dự. Vụ án này có hơn 35.000 bị hại, tòa án sẽ xét xử vắng mặt những người này nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ. Bên trong sân tòa, khoảng 1.000 ghế ngồi, nhiều màn hình LED được chuẩn bị để cho các bị hại, người liên quan tới tham dự phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Rất đông người liên quan và bị hại trong vụ án đại án Vạn Thịnh Phát đã đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ sớm với hy vọng được vào tham gia phiên tòa. Nhiều người không được triệu tập đành phải đứng nhìn từ xa. Gần 7 giờ sáng, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm đã bị áp giải ra tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử trong vụ án ở giai đoạn 2 về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 8 giờ 30 phút, các bị cáo được áp giải vào phòng xét xử. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Đại diện viện kiểm sát có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người giữ khuyết trong phiên sự sáng nay được áp giải vào sau cùng, bà Lan khá điềm tĩnh, bịt khẩu trang kín. Tại phòng xét xử, bà Lan liên tục nhìn quanh các hướng. Ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp sơ thẩm tuyên án tử hình về ba tội. 85 đồng phạm lĩnh các mức từ hưởng án treo đến tù trung thân. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan bị xét xử về tội rửa tiền. Ông Cơ trong giai đoạn 1 của vụ án bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Huệ Vân có hai luật sư bảo chữa, bà Vân bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở giai đoạn 1 vụ án, bị cáo này bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham mộ tài sản. Theo cáo trạng, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc tội rửa tiền với số tiền 445.000 tỷ đồng. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng xác định bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền 4,5 tỷ đô la Mỹ. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Hôm nay 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương đã được ra tù sớm hơn dự kiến. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước tỉnh Bình Dương, dự kiến bà sẽ chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Theo nguồn tin nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người trái quy định của pháp luật.